chào tất cả anh em, mình là Irene từ Con 68 TV. Và như thường lệ vào mỗi chủ nhật hàng tuần thì anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức đáng chú ý về thị trường crypto và blockchain trong tuần vừa rồi nhá. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Con 68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhá. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là Bitcoin tăng lên 64.000 đô và thị trường crypto thì biến động dữ dội. Thị trường tiền mã hóa trong thời gian vừa qua thì đã chứng kiến việc Bitcoin liên tục ghi nhận đà tăng trưởng mới lên đến hơn 12%, từ mức là 57.000 đô lên tận mức là 64.000 đô, mức đỉnh mới của năm 2024. Đây thì là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021 mà Bitcoin tiến gần lên mức đỉnh ATH là 69.000 đô, cũng như đánh dấu một trong những tháng 2 giao dịch thành công nhất lịch sử đồng tiền mã hóa hàng đầu thị trường. Động lực dâng trào của Bitcoin thì như dự đoán đến từ tâm lý lạc quan của thị trường nhờ vào áp lực mua ổn định đến từ các quỹ ETF Bitcoin Spot. Theo đó thì dù mới được nửa phiên giao dịch ngày 28 tháng 2 theo giờ Mỹ, thế nhưng volume của 9 quỹ ETF Bitcoin mới đã đạt mức là 2,6 tỷ đô, phá vỡ kỷ lục trước đó vào ngày 26 tháng 2. Mặc dù vậy thì ngay khi vừa chạm đến cột mốc 64.000 đô thì giá của Bitcoin đã bị điều chỉnh mạnh về tận 58.700 đô trước khi hồi phục lên vùng 61.000 đô. Cú đâm dữ dội trên thì khiến cho nhiều altcoin bị ảnh hưởng nặng nề, đáng kể nhất là Ethereum khi sụt từ đỉnh là 3.488 đô về chỉ còn là 3.176 đô chỉ trong vài tích tắc, để rồi bật dậy cùng với Bitcoin. Loạt biến động dữ dội của thị trường thì đã khiến cho nhiều sàn giao dịch gặp lỗi. Đáng chú ý nhất thì phải kể đến Coinbase khi mà hiển thị số dư của rất nhiều người dùng đã vẩy bằng không. CEO Brian Armstrong thì đã phải lên tiếng thừa nhận sự cố trên vì lưu lượng truy cập sàn quá lớn và tuyên bố thì đang khắc phục sự cố này. Phí gas trên mạng Ethereum thì cũng tăng vọt trong khoảng thời gian này lên mức cao nhất của một tuần trở lại đây. Dữ liệu thanh lý thì cho thấy trong một giờ khi mà Bitcoin chao đảo thì đã có hơn 250 triệu đô lệnh phái sinh bị cháy, trong khi con số này của 12 giờ gần nhất lên đến gần 600 triệu đô, chiếm nhiều nhất thì vẫn là Bitcoin. Tiếp theo là các altcoin khác rồi mới tới Ethereum. Cả hai phe long short thì đều có phần thiệt hại khá lớn và tương tự nhau. Tin tức thứ hai là Justin Sun tiết lộ đang sở hữu tới 1,6 tỷ đô Bitcoin ở trên sàn HTX. Vào tối ngày 27 tháng 2 thì Justin Sun đã đăng tải một ảnh chụp màn hình ví HTX của mình lên X, trong đó thì đã tiết lộ là ông đang nắm giữ tới 28.614 Bitcoin trị giá khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Động thái mới nhất này thì là câu trả lời cho những đồn đoán trước đó cho rằng Justin Sun không sử dụng nền tảng HTX thường xuyên, mặc dù đang là cố vấn của công ty này. Nhà sáng lập Tron thì làm rõ đây là số dư tài khoản HTX dành cho những người nói ông không sử dụng HTX nhiều. Ông nói thêm là bản thân mình đang sử dụng hầu hết các sàn giao dịch lớn và là người dùng ủng hộ cho các sản phẩm đó. Thế nhưng nếu ai đó nói rằng ông hiếm khi sử dụng HTX thì hoàn toàn không chính xác. Ông khẳng định sử dụng rất thường xuyên HTX, tương tự như khách hàng của nền tảng, ông tin tưởng và giao dịch rất nhiều trên sàn. Thông tin Justin Sun nắm giữ lượng lớn Bitcoin thì không có gì đáng ngạc nhiên với những người đang theo dõi con đường sự nghiệp của ông này trong nhiều năm qua. Tuy nhiên thì việc công khai tài sản cá nhân thì có vẻ là động thái lạ lùng khi mà xét đến câu chuyện Justin Sun đang nằm trong tầm ngắm của Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC. Năm ngoái thì SEC đã cáo buộc Justin Sun cùng 3 công ty có liên hệ với nhân vật này, bao gồm Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation và Vainberry Inc. chào bán chứng khoán trái phép. Cơ quan quản lý thì còn chỉ đích danh Justin Sun đã chỉ đạo nhiều nhân viên rửa tiền ở trên các sàn giao dịch khác nhau để làm tăng nhu cầu và giá của token Tronix. Thời điểm đó thì giới chức đã yêu cầu tòa án cấm Sun và các công ty của ông cung cấp chứng khoán cùng cả các tài sản số. Trong khi đó thì nhân vật được biết đến với vai trò cố vấn của sàn Huobi năm xưa thì đã đổi tên công ty Trung Quốc thành HTX. Cho đến nay thì HTX vẫn đang hỗ trợ mở rộng tên tuổi ra thị trường quốc tế và thu hút khách hàng bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tin tức tiếp theo là Lens Protocol mở cửa cho tất cả người dùng mới với mức phí 8 matic. Lens Protocol, mạng xã hội Web3 do AAVE ra mắt vào tháng 5 năm 2022 trên blockchain là Polygon, đã chính thức mở cửa cho tất cả người dùng với mức phí là 8 token matic, tương đương với khoảng 10,30 đô la Mỹ hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Giờ đây thì bất kỳ ai cũng có thể min Lens Profile và truy cập vào giao thức này. Lens Protocol thì được biết đến như là một mạng xã hội mở, trong đó thì mọi hoạt động và các thao tác thì sẽ được tiến hành thông qua NFT phát hành ở trên Polygon. Lens thì đang dừng chân ở phiên bản V2, tập trung phát triển tính năng Open Action và tích hợp chuẩn token là ERC-6551. Đây thì là một cập nhật cho phép smart contract bên ngoài có thể tương tác trực tiếp với các bài đăng ở trên Lens, hiểu một
cách đơn giản là với tính năng này thì người dùng đã có thể mint NFT ở trên OpenSea trực tiếp từ các nội dung xuất bản ở trên Lens. Bên cạnh đó thì đội ngũ dự án cũng đang chú tâm triển khai giải pháp mở rộng quy mô dữ liệu Layer 3 là Momoka nhằm lưu trữ dữ liệu giao dịch ở không gian off-chain nhưng vẫn đảm bảo được khâu xác thực diễn ra on-chain. Vào tháng 6 năm 2023 thì Lens Protocol đã huy động thành công 15 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vẫn còn nhiều đồn đoán thế nhưng thì Lens Protocol đến nay vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì về việc có phát hành token riêng hay không. Ở chiều hướng ngược lại thì Lens Protocol còn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều nền tảng Web3 khác nhau. Đối trọng trực tiếp của Lens Protocol là Farcaster, nền tảng đang chuyển hướng sang mô hình không cần cấp phép permissionless từ tháng 10 năm 2023 sau khi được giới hạn trên blockchain là Optimism, thậm chí là còn được Vitalik lăng xê một cách nhiệt tình ở trên mạng xã hội X. Tin tức tiếp theo là giao thức staking Bitcoin Babylon ra mắt testnet tặng NFT Pass cho người dùng sớm. Babylon, một giải pháp staking Bitcoin được ấp ủ từ năm 2022 thì vừa tung ra testnet của mình. Mạng thử nghiệm thì được xây dựng ở trên hạ tầng Bitcoin Signet, do đó thì sẽ không có bất cứ Bitcoin thật nào được stake vào mạng lưới. Babylon thì cho biết đây thì là testnet đầu tiên của giao thức và sẽ còn nhiều giai đoạn thử nghiệm khác nữa trước khi tiến tới mainnet. Đồng sáng lập Babylon là David Tees thì tiết lộ sẽ mở cửa cho người dùng khóa Bitcoin và nhận về điểm staking xuyên suốt. Babylon thì dự kiến lịch các testnet sau kiểm toán từ tháng 5 cho đến tháng 6 và mainnet thì sẽ là vào cuối năm 2024. Hiện tại thì để tham gia testnet, người dùng sẽ cần tải về các tiện ích mở rộng như là trình duyệt ví OKX và KEP. Sau đó thì forset Bitcoin Signet và token testnet Babylon BBN thông qua kênh Discord của dự án. Thông tin chi tiết hơn thì Irene sẽ để trên màn hình hoặc là phía bên dưới phần bình luận cho anh em. Những người đầu tiên tham gia testnet Babylon thì gọi là Early Staker sẽ được mint miễn phí Bitcoin Peony Pass NFT từ ngày 28 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3. Dự án thì đề cập NFT này sẽ mang lại một số quyền truy cập độc quyền trong tương lai. Sử dụng bộ công cụ Cosmos SDK thì Babylon định vị mình là một giao thức trung gian giúp chuyển đổi và kết nối cơ chế đồng thuận Proof of Work của Bitcoin với các giao thức Proof of Stake. Người dùng thì có thể stake Bitcoin ở trên Babylon, từ đó là giao dịch sử dụng nguồn vốn này để thiết lập mạng lưới an ninh cho các giao thức POS. Cách tiếp cận trên để giúp cho mạng lưới POS giảm thiểu rủi ro bị tấn công tập trung cùng với áp lực bán đặt lên đồng coin native của mạng lưới. Tính đến hiện tại thì giao thức staking này đã gọi vốn thành công hơn 26,8 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư danh tiếng như là Polygon Venture, OKX Venture và Polychain Capital, và đặc biệt là không thể bỏ qua Binance Labs. Vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em những thông tin đáng chú ý về thị trường crypto và blockchain trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về đà tăng trưởng mới của Bitcoin? Liệu là Bitcoin có phá được đỉnh mới trong năm nay hay không? Và anh em nghĩ sao về những dự án đang ra mắt và sắp ra mắt trong thời gian tới? Hãy comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!